thực hiện hàng ngàn ca mổ thay khớp háng, khớp gối cho bệnh nhân ở đủ mọi lứa tuổi nè, nổi tiếng trong giới y khoa nè, xuất hiện trên hàng loạt bài báo nè. Tiến sĩ bác sĩ Lê Trọng Phát, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện FV thì quá đỉnh rồi phải không cả nhà? Ai biết họ có kỷ niệm điều trị nào với bác, hãy để lại comment cho mình biết với nha. Có cái hay nữa là tại FV, bác Phát thay khớp cho bệnh nhân cứ sáng thực hiện là chiều có thể đi lại được luôn. Như anh Hồ Văn Đậu ở Nha Trang, anh mới 38 tuổi thôi, từng nghĩ mình sẽ sống cuộc đời tàn tật, không đi lại được nữa. Do đau nhức khớp háng kéo dài, chõm xương đùi phải bị hoại tử nặng, mà trước đó anh cũng đi khám nhiều nơi rồi, vậy mà không nơi nào trị được cho anh. Các cơn đau cứ tranh giành nhau hành hạ anh ngày lẫn đêm, nghĩ tới thôi mình cũng thấy đau. Được giới thiệu đến FV, anh cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Khi tiến sĩ bác sĩ Lê Trọng Phát quyết định thay khớp háng cho anh Đậu quá bất ngờ khi sáng làm, chiều đã tập đi lại liền luôn. Mà điều đặc biệt nhất ở ca phẫu thuật của anh Đậu là bác sĩ Phát không hề đặt ống dẫn luôn nha. Biết tại sao không? Nếu không biết thì xem thêm trong phần mô tả bên dưới nha.